Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, có thể khẳng định chắc chắn khóa 13 tới ông Nguyễn Phú Trọng không còn trong Bộ Chính trị. Một năm trước đây người ta cảm thấy rằng ông Trọng không có vẻ muốn rời khỏi chức vụ Tổng Bí thư Đảng khóa 13 tới. Ông không hề đưa chuyện nhân sự kế nhiệm vào trong những nghị sự của Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị. Cơn bạo bệnh bất ngờ vừa qua đã khiến ông Trọng buộc phải chấp nhận đưa ra tương lai của mình, đó là ông về hưu khi nhiệm kỳ này kết thúc. Trong năm tiêu chuẩn chung của chỉ thị 35 về lựa chọn nhân sự có tiêu chí các ủy viên phải bảo đảm sức khỏe, bảo đảm độ tuổi theo quy định. Ông Trọng đã từng là người quá tuổi nhưng ở trường hợp đặc biệt do ông đặt ra để tiếp tục ngồi lại vị trí Tổng Bí thư đầy quyền lực. Sở dĩ nói đầy quyền lực vì những người ngang hàng với ông lúc đó đều đã giã từ chính trường. Điều đó tạo cho ông được quyền uy trong lớp người mới lên. Nhưng ở lần này thì ông không thể đặt mình vào trường hợp đặc biệt trong tiêu chuẩn sức khỏe. Ông Trọng buộc phải tính gấp chuyện xây dựng lực lượng kế cận tương lai cho Đảng. Trong lần trước đây, ông Trọng có đưa ra nghị quyết 244 rất phức tạp, đó là Bộ Chính trị giới thiệu trường hợp quá tuổi đặc biệt được tái cử. Còn những trường hợp khác mà Trung ương Đảng muốn giới thiệu tái cử, người đó phải làm đơn xin rút, Trung ương bỏ phiếu đồng ý rút hay không. Nếu Trung ương không cho rút thì tiếp tục bỏ phiếu bầu. Nếu áp dụng luận 244 vào hội nghị tới đây một lần nữa thì cả 4 người giữ 5 vị trí quan trọng chủ chốt đều đã quá tuổi. Thứ nhất, ông Nguyễn Phú Trọng đang kiêm 2 chức vụ, đó là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Thứ hai là ông Nguyễn Sinh Phúc, sinh năm 1954, Thủ tướng, ông sẽ 67 tuổi vào năm 2021, năm tổ chức Đại hội 13. Trước đây, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng 67 tuổi vào năm tổ chức Đại hội 12, ông Dũng phải về. Thứ ba, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm 1954, bằng tuổi ông Phúc. Thứ tư, ông Trần Quốc Vượng, sinh năm 1953, ông sẽ 68 tuổi vào thềm Đại hội Đảng khóa 13 tới. Như thế sẽ có 4 trường hợp chủ chốt hiện nay sẽ quá tuổi vào nhiệm kỳ khóa 13, cùng với họ là Tòng Thị Phóng, Ngô Xuân Lịch, Nguyễn Thiện Nhân, Trương Hòa Bình và Đinh Thế Huynh. Ông này hiện nay đang bị tâm thần không thể chữa trị khỏi. Như vậy nếu những trường hợp này đều là đặc biệt thì có đến 9 người quá tuổi. Đó là điều không thể xảy ra nếu toàn bộ số người này ở lại Bộ Chính trị. Làm phương pháp loại trừ thì chỉ còn 3 trường hợp có khả năng nằm trong trường hợp đặc biệt quá tuổi được giữ lại trong Bộ Chính trị. Đó là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Đầu tiên hãy bàn đến vị trí Tổng Bí thư, ai trong số họ sẽ đủ khả năng làm Tổng Bí thư? Câu trả lời rất nhanh, đó là Trần Quốc Vượng. Có lý luận người miền Bắc có khả năng giữ sự đoàn kết trong Đảng. Ông Vượng là người có khả năng ở lại kế nhiệm chức Tổng Bí thư vì ngoài ông ta ra không còn ai trong Bộ Chính trị đủ những tiêu chuẩn mà quy định đã nêu. Vị trí Thủ tướng có đến 4 người có khả năng đảm nhiệm chức vụ này dựa trên bằng cấp và kinh nghiệm quản lý kinh tế họ đã trải qua, đó là Vương Đình Huệ, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình và thêm một người có kinh nghiệm ngoại giao, đó là ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Ông Phúc khó có cửa ngồi lại để làm Thủ tướng, nếu có thì ông phải vươn lên chức Chủ tịch nước hoặc Chủ tịch Quốc hội. Nhưng ở những chức này thì thông lệ chỉ có đang ở các vị trí tứ trụ nhảy lên làm Tổng Bí thư, chứ không có thông lệ ở vị trí tứ trụ này nhảy sang vị trí tứ trụ khác. Vị trí Chủ tịch nước sẽ do ai nắm giữ? Đây mới là câu hỏi trả lời rất khó. Nó sẽ dành cho ông Nguyễn Thiện Nhân hay Nguyễn Xuân Phúc hoặc một ai đó chưa xác định được rõ ràng. Nếu tính theo vị trí và năng lực độ tuổi thì nó dễ vào tay ông Phạm Bình Minh nhất. Như thế vấn đề vị trí Tổng Bí thư và đã được xác định phần lớn thuộc về ông Trần Quốc Vượng. Đương nhiên ông Vượng là trường hợp đặc biệt. Nếu như ông Phúc và ông Nhân cũng được Bộ Chính trị giới thiệu ở lại tái cử, thành ra có đến 3 trường hợp đặc biệt mà có đến 3 trường hợp đặc biệt như thế thì chẳng có cái gì còn gọi là đặc biệt. Nó sẽ là trò thô thiển quá mức, vì thế điều này không thể xảy ra, đặc biệt thì chỉ có một trường hợp mà thôi. Hai ông Phúc và Nhân sẽ phải qua vòng 244 nếu như ở lại tái cử. Luật đấu loại 244 được mang ra dùng bất đắc dĩ khi mà lúc ấy Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, hiện nay là ông Nguyễn Phú Trọng, về quyền lực chưa kiểm soát được Trung ương. Ông Trọng phải dùng đến nó trong bối cảnh các thế lực khác ngang ngửa nhau ở trước thềm Đại hội 12.
Ở khóa 13 này chắc chắn ông Trọng phải dùng đến nó, không dùng đến nó vì quyền lực của ông Trọng quá mạnh đến mức ngay bây giờ ông đã quy hoạch được 200 ủy viên trung ương tương lai cho khóa 13 tới. Gần đây người ta thấy Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Xuân Phúc, Trường Hòa Bình thường qua lại với nhau. Phải chăng các ông này đã thấy trước tương lai của mình nên họ đang gắn lại với nhau để tạo thành một lực lượng nhằm thay đổi sự sắp đặt bất lợi cho họ? Có lẽ nếu họ muốn ở lại vị trí quyền lực thì họ chỉ có cách câu kết với nhau để chiếm được 3 vị trí trong ngũ trụ. Nếu như thế, họ phải cần nỗ lực thật quyết liệt và triệt để, gấp rút hơn. Còn không, chắc chắn số phận của họ là phải rời khỏi chính trường vào khóa tới đây. Trong năm tiểu ban được thành lập tại Hội nghị Trung ương 8 để chuẩn bị cho Đại hội 13 của Đảng cầm quyền sẽ diễn ra vào năm 2021, tiểu ban nhân sự tuy được xếp ở vị trí cuối nhưng thực ra là quan trọng nhất và luôn quan trọng nhất trong lịch sử lục đục và nhộn nhạo của chính thể một đảng cai trị Cộng sản Việt Nam. Còn hơn 2 năm nữa mới đến Đại hội 13 nhưng Tổng Bí thư Trọng đã nắm luôn không chỉ tiểu ban nhân sự mà còn tiểu ban văn kiện, một tiểu ban chất bút định hướng những đường lối đối nội và đối ngoại then chốt nhất của Đảng Cộng sản. Trong khi đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng tiểu ban kinh tế xã hội, còn tiểu ban điều lệ đảng do trưởng ban tổ chức trung ương Phạm Minh Chính làm trưởng tiểu ban. Như vậy, một lần nữa Tổng Bí thư Trọng lại được làm trưởng tiểu ban nhân sự. Vào khoảng thời gian năm 2015 khi toàn đảng, toàn quân và toàn dân lập thành tích chào mừng Đại hội 12 trong bầu không khí đua tranh quyết liệt cùng đủ thứ đơn thư tố cáo lẫn nhau được tung lên mạng xã hội, ông Trọng trên cương vị Tổng Bí thư cũng đã chủ động làm trưởng tiểu ban nhân sự. Theo nguyên tắc của Đảng cầm quyền, nhân sự chủ chốt trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư và kể cả Ban Chấp hành Trung ương sẽ được chọn theo 3 phương án nhân sự. Một danh sách do Tổng Bí thư đưa ra, một danh sách khác do tập thể Bộ Chính trị đưa ra và danh sách còn lại là phần của Ban Chấp hành Trung ương. Theo thông lệ, phương án nhân sự do Tổng Bí thư đưa ra là mang tính chi phối nhất, mà nhiều thông tin cho biết đó chính là phương án mang tính quyết định trước Đại hội 12, sau đó mới tuần tự đến tập thể Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương. Tại các hội nghị Trung ương 13 và 14 diễn ra vào nửa cuối năm 2015, mặc dù đã nắm được vai trò trưởng ban nhân sự, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng vẫn bị cạnh tranh và thách thức quyết liệt bởi Nguyễn Tấn Dũng, đối thủ mà mới chỉ vào đầu năm 2015 đã vọt lên xếp đầu bảng trong cuộc đua bỏ phiếu thăm dò uy tín Tổng Bí thư cho Đại hội 12. Trong lúc ông Trọng chỉ đứng thứ 8, theo nhiều thông tin chính thức, không chính thức nhưng cho tới giờ vẫn không được bất kỳ cơ quan nào của Đảng hay khối chính phủ đính chính hoặc cải chính. Chỉ đến khi còn ít tháng nữa sẽ diễn ra Đại hội 12, Thủ tướng Dũng mới phải làm một bản giải trình dài cho Tổng Bí thư, Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về 12 vấn đề nhạy cảm liên quan đến con cái, phát ngôn và tài sản của ông. Hầu như ngay lúc đó, bản giải trình này đã được chụp ảnh nguyên trạng và tung lên mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt nhưng không rõ nhằm dụng ý gì. Chính bản giải trình này cùng với các quyết định nội bộ đảng theo cách mà Thủ tướng Dũng không thể ngờ, đảng viên không được tự ứng cử đã khiến cho ông Nguyễn Tấn Dũng một đi không trở lại và làm cho phương án nhân sự Tổng Bí thư tuyệt đối chống vắng cái tên đồng chí X. Còn giờ đây Nguyễn Phú Trọng đang thừa thắng xông lên sau lời cảm thán "tôi bất ngờ" khi ông Trọng bày tỏ nỗi ngạc nhiên vì nhận được đến 100% phiếu thuận của Đại hội 12 cho ứng cử viên Tổng Bí thư duy nhất của ông ta. Tháng 10 năm 2018 và như cách thức vận động của giới chuyên gia và quan chức cẩn thận của Đảng về thời điểm chiến mùi để hợp nhất hai chức danh Chủ tịch nước và Tổng Bí thư, ngay sau cái chết của Trần Đại Quang là sự kiện Nguyễn Phú Trọng được Bộ Chính trị và một lần nữa 100% Ban Chấp hành Trung ương đề cử trở thành Chủ tịch nước, để chẳng bao lâu sau đó sẽ có một Quốc hội quen gật chẳng hề khó khăn chấp thuận cái chức danh vừa cũ vừa mới ấy. Có thể cho rằng đây là lần đầu tiên kể từ sau Đại hội 12, ước vọng và tương lai chính trị của ông Trọng đã hiện rõ hơn nhiều. Không chỉ quá cần đến tính chính danh của Chủ tịch nước trong những đợt công du đối ngoại, ông Trọng còn được xem là tập trung thâu tóm quyền lực chưa từng có kể từ thời của Tổng Bí thư Lê Duẩn, một hiện tượng đặc biệt mà đã trở thành
đầu đề của báo chí quốc tế. Nhưng vẫn chưa hết và có lẽ còn lâu mới hết. Điều cốt lõi yếu hơn cả là có thể khiến cho giới quan sát chính trị thêm một lần nữa cảm thấy sốc là dường như thâm tâm của ông Trọng còn đang tính đến khả năng ông sẽ tiếp tục làm Tổng Bí Thư và tất nhiên kiêm Chủ tịch nước thêm một nhiệm kỳ nữa tại Đại hội 13, dù Hiến pháp và Điều lệ Đảng hiện thời chỉ giới hạn Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước tối đa là 2 nhiệm kỳ. Việc chủ động nhận lãnh trách nhiệm phụ trách trưởng hai tiểu ban nhân sự và văn kiện cho Đại hội 13 của ông Trọng là một chỉ dấu mạnh mẽ và lộ liễu cho thấy nếu muốn và khi sức khỏe cho phép, chính ông sẽ ngồi vào ghế Tổng Bí Thư Chủ tịch nước vào năm 2021 ở tuổi 77. Còn từ đây đến đó sẽ là công việc sửa hiến pháp. Một tham khảo rất gần gũi là Hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được hầu như toàn bộ quốc hội nước này gật đã được sửa ngay tại Đại hội 19 của Đảng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào cuối năm 2017. Trong đó đã chính thức bãi bỏ giới hạn tối đa 2 nhiệm kỳ Chủ tịch nước, dọn đường cho Tập Cận Bình trở thành Hoàng đế suốt đời hoặc có thể nắm quyền lực tối cao cho đến lúc chết. Nếu ngay cả một chuyên gia quốc tế được xem là rất am hiểu về chính trị nội bộ của Việt Nam như giáo sư Cạ Thayer, còn phải thừa nhận rằng ông đã bất ngờ trước kịch bản Tổng Bí Thư Trọng ngồi ngay vào cái ghế Chủ tịch nước ngay sau cái chết bất ngờ của Trần Đại Quang. Chẳng có đột biến nào là quá khó khăn để không thể xảy ra trong những năm tới. Với đà vận động thần tốc tại thời điểm chín muồi, những gương mặt cẩn thận không thay đổi như Nguyễn Đình Hương, Vũ Mão, cũng như cây bút viết truyền thông quen mặt như Huy Đức, có lẽ chẳng có lực cản nào đủ lớn để khiến công cuộc vận động sửa đổi hiến pháp về thay đổi nhiệm kỳ Tổng Bí Thư của Chủ tịch nước sẽ được đặt lên trên bàn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào một thời điểm chín muồi, bị tổn thương mà không thể chót lọt. Khi đó và ngược hẳn với thời của Nguyễn Tấn Dũng bất thần ngã ngựa, một đảng viên thậm chí còn có thể tự ứng cử hay nhận đề cử nếu không được tập thể đề nghị, hoặc chẳng cần sự chấp thuận nào của bất kỳ đảng viên nào nếu điều lệ đảng được sửa đổi theo hướng cách mạng như thế. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức 5 năm một lần, nó được ví von như ngọn hải đăng của hệ thống chính trị một đảng tại Việt Nam. Mỗi lần đại hội đảng lại nỗ lực trình làng một thế hệ lãnh đạo mới, chất lượng mang đậm hàm ý đổi mới. Kể từ những ngày đầu năm trước đại hội cho đến những hội nghị trung ương cuối cùng trước khi chốt các nhân vật ở tầng cao nhất, chủ đề nhân sự luôn sôi động, thu hút được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Có thể còn quá sớm để đưa ra nhận định hay dự đoán về dàn lãnh đạo chủ chốt mới tại Đại hội 13 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2021. Nhưng ngày từ bây giờ, chúng ta có thể dựa trên các dữ liệu cứng như trước quy định chưa thành văn được Đảng ban hành về lựa chọn nhân sự, cấu trúc hệ thống cùng các quy ước bất thành văn để đưa ra những phân tích phán đoán cơ bản. Không thể phủ nhận rằng các đại hội kể từ 2 thập niên trở lại đây, sự dân chủ trong đảng đã được gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt đối với vấn đề chuẩn bị nhân sự chủ chốt cho mỗi kỳ đại hội. Các quy định tiêu chí, tiêu chuẩn về các vị trí nhân sự chủ chốt của đảng được ban hành chi tiết. Các thông tin về nhân sự chủ chốt, quy trình bỏ phiếu đều được công khai tối đa. Đó là những yếu tố quan trọng để các phân tích và phán đoán trở nên chất lượng hơn. Bộ Chính trị Đại hội khóa 12 có 19 người nhưng hiện nay chỉ còn 16 ủy viên làm việc. Theo các quy định về độ tuổi, chúng tôi tạm thời chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là những người quá tuổi tái đắc cử ủy viên Bộ Chính trị theo quy định và phải rời vị trí sau Đại hội 13 trên 65 tuổi vào ngày bầu cử đại hội, tạm gọi là nhóm Bộ 8. Bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và 7 người sinh vào những năm 1953, 1954, 1955. Cụ thể nhóm này gồm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội sinh năm 1954, ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư sinh năm 1953, bà Tòng Thị Phóng,
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội sinh năm 1954, ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực sinh năm 1955, ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sinh năm 1954 và ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sinh năm 1953. Như vậy, Bộ 8 về nguyên tắc sẽ không tái cử Đại hội 13, chiếm 50% số lượng ủy viên Bộ Chính trị hiện nay, tương đối phù hợp với nguyên tắc kế cận. Nhóm thứ hai gồm 6 ủy viên Bộ Chính trị là nhóm theo quy định được cơ cấu tái cử dưới 65 tuổi vào ngày bầu cử Đại hội 13, sinh vào các năm 1957, 58, 59, tạm gọi là nhóm Bộ 6. Cụ thể bao gồm ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương sinh năm 1958, bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận sinh năm 1958, ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sinh năm 1959, ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ sinh năm 1957, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an sinh năm 1957, ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội sinh năm 1959. Nhóm thứ ba là nhóm sinh từ năm 1961 trở về sau, tạm gọi là nhóm 2026, tức là nhóm không những tái cử ở nhiệm kỳ 13 mà còn đủ tuổi để tái cử vào nhiệm kỳ 14 năm 2026, bao gồm hai ông là ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương sinh năm 1970 và ông Nguyễn Văn Bình sinh năm 1961, trưởng ban kinh tế Trung ương. Ai sẽ là Tổng Bí thư? Trong trường hợp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không tái cử Đại hội 13 vì lý do sức khỏe, chúng ta bắt đầu tiến hành diễn dịch của quy định 90 QĐ trên TVK về tiêu chuẩn chức danh tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý, được ban hành ngày 4 tháng 8 năm 2017. Đoạn quy định chức danh Tổng Bí thư ngoài các tiêu chí chung còn có một điều kiện đặc biệt: ứng cử viên phải có năng lực lãnh đạo điều hành Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong các phiên họp của Ban chấp hành Trung ương hiện nay, ngoài Tổng Bí thư chỉ có 3 chức danh là Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư được phép ngồi chủ tọa và điều hành phiên họp. Trong lịch sử và theo truyền thống, kể từ thời Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Đại hội 6 năm 1986, các nhân vật phải nắm giữ vị trí Thường trực Ban Bí thư trở lên. Cụ thể ở đây, tại Đại hội 6 năm 1986 là ông Nguyễn Văn Linh, trước đó là Thường trực Ban Bí thư. Đại hội 7 năm 1991, ông Đỗ Mười, trước đó là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tương đương với Thủ tướng hiện nay. Đại hội 8 năm 1996, ông Đỗ Mười tiếp tục tái cử. Tại Hội nghị Trung ương tháng 12 năm 1997, Ban chấp hành Trung ương đã bầu ông Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư. Ông Lê Khả Phiêu lúc đó là Thường trực Bộ Chính trị, một trong 4 vị trí cao nhất sau Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Đại hội 9 năm 2001. Là ông Nông Đức Mạnh, trước đó là Chủ tịch Quốc hội. Đại hội 10 năm 2006, ông Nông Đức Mạnh tiếp tục tái cử. Đại hội 11 năm 2011 là ông Nguyễn Phú Trọng. Ông lúc đó là Chủ tịch Quốc hội. Đại hội 12 2016, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tái cử. Với quy định về chức danh Tổng Bí thư và theo quy định sử dụng chọn các vị trí quyền lực nhất từ trên xuống được truyền thống hóa kể từ thời của Tổng Bí thư Lê Duẩn, thì hiện nay các ông như Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Trần Quốc Vượng hiện sẽ có nhiều lợi thế. Tuy nhiên, trong ba người thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân có vẻ như không được truyền thống hay lịch sử ưu ái, vì trong lịch sử cũng như bao nhiêu thời gian trong truyền thống của Đảng Cộng sản, chưa có Tổng Bí thư nào là nữ. Ngoài ra, Tổng Bí thư qua tất cả các thời kỳ đều là người miền Trung hoặc người miền Bắc, chưa từng có người miền Nam. Xét trên những quy định bất thành văn đó thì hiện nay mọi cặp mắt đang đổ dồn về bộ đôi là ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Trần Quốc Vượng. Với các tiêu chí đã kinh qua hoàn toàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy hoặc trưởng ban bộ ngành Trung ương, tham gia Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên, trường hợp đặc biệt do Ban chấp hành Trung ương quyết định, cho thấy việc quyết định ứng cử viên Tổng Bí thư phải đi địa phương hay tham gia chọn một nhiệm kỳ Bộ Chính trị đã không còn cứng như trước. Nhóm tứ trụ và ẩn số miền Nam. Việc Đảng có chủ trương nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước nên đến Đại hội 13 khả năng cao chúng ta lại chứng kiến sự quay trở lại cấu trúc 4 chức danh chủ chốt, thường gọi là tứ trụ,
Vậy những ai có khả năng tiến vào những chiếc ghế còn lại trong tứ trụ, bao gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội? Quy định 90 QĐ trên VTK đối với các chức danh Chủ tịch nước đều có các tiêu chí chung cụ thể, bao gồm uy tín, được hiểu là không bị các kỷ luật về đảng hoặc mức độ tín nhiệm cao trong Bộ Chính trị đã được bỏ phiếu, năng lực nổi trội, lĩnh vực công tác. Nếu áp các tiêu chí trong chung trong một nhóm Bộ 6 và nhóm 2026, thì cả 8 vị trí tái của Bộ Chính trị đều có cơ hội ngang nhau. Tuy nhiên, theo tiêu chí của chức danh này là kinh qua và nổi trội trong các lĩnh vực công tác an ninh, đối ngoại, tư pháp, thì ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Phạm Minh Chính, trưởng Ban Tổ chức Trung ương sẽ có lợi thế hơn. Đối với chức danh Thủ tướng, ngoài các tiêu chí chung theo lịch sử và truyền thống, tất cả các Thủ tướng hay Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trước đây, kể từ thời Thủ tướng Phạm Văn Đồng, đều trưởng thành từ Phó Thủ tướng. Đó là các ông Phạm Hùng, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Xuân Phúc. Điều này thể hiện tiêu chí cho việc chọn lựa nhân sự Thủ tướng đặt yếu tố kinh nghiệm trong điều hành bộ máy hành pháp lên hàng đầu. Như vậy, các lợi thế sẽ thuộc về các Phó Thủ tướng hiện nay, ông Trương Hòa Bình, ông Phạm Bình Minh và ông Vương Đình Huệ. Hai ông Trịnh Đình Dũng và ông Vũ Đức Đam không tham gia Bộ Chính trị. Trong ba Phó Thủ tướng thì ông Trương Hòa Bình sinh năm 1955 thì hiện nay không đủ tiêu chuẩn về độ tuổi để tái cử Bộ Chính trị. Và về lĩnh vực phụ trách, ông cũng chuyên trách về mảng nội chính, tư pháp. Ông Phạm Bình Minh chủ yếu phụ trách lĩnh vực đối ngoại. Ông Vương Đình Huệ nếu xét về tiêu chí thứ 3 trong quy định chức danh Thủ tướng là cần có khả năng hiểu biết sâu, rộng nền hành chính quốc gia, kinh tế, xã hội đất nước, kinh tế, chính trị, thế giới và hội nhập quốc tế thì có vẻ như là người có nhiều lợi thế nhất. Cuối cùng là chức danh Chủ tịch Quốc hội. Cả hai nhóm Bộ 6 và nhóm 2026 gồm 8 ủy viên Bộ Chính trị có thể tái cử đều có cơ hội như nhau để tiến đến chức danh đứng đầu cơ quan lập pháp này. Tuy nhiên, nếu theo tiêu chí của chức danh Chủ tịch Quốc hội như có năng lực nổi trội, toàn diện trong các lĩnh vực công tác xây dựng pháp luật, giám sát thực thi pháp luật, thì bà Trương Thị Mai sinh năm 1958, trưởng ban dân vận hiện nay đang có lợi thế hơn. Bà Mai từng là chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội và cũng là Ủy viên Thường vụ Quốc hội hai khóa liền năm 2007 đến 2016. Bà Mai hiện cũng là một trong ba người có thâm niên tham gia Ban chấp hành Trung ương chính thức lâu nhất. Ba khóa từ khóa 10 năm 2006 trong số Bộ 8, Ban chấp hành Trung ương 4 khóa, từ Đại hội 9 năm 2021, ông Vương Đình Huệ từ Đại hội 10 năm 2006. Là đại biểu Quốc hội có thâm niên cao nhất trong nhóm Bộ 8, Ủy viên Bộ Chính trị có khả năng tái cử hiện nay, nếu không có gì thay đổi, bà sẽ là tham gia làm đại biểu Quốc hội ít nhất chọn 24 năm kể từ năm 1997 cho đến Đại hội 2021, là người tham gia sinh hoạt nghị trường hơn 2 thập kỷ liên tục. Cuối cùng, cần nói thêm một truyền thống bất thành văn có tính chất vùng miền có thể bỏ không thể bỏ qua, đó là kể từ năm 1975, 4 vị trí cao nhất chưa bao giờ vắng mặt một nhân vật đến từ miền Nam. Bộ Chính trị khóa 12 hiện nay có 4 nhân vật đến từ miền Nam, bao gồm bà Nguyễn Thị Kim Ngân ở Bến Tre, ông Nguyễn Thiên Nhân ở Trà Vinh, ông Trương Hòa Bình ở Long An và ông Võ Văn Thưởng ở Vĩnh Long. Tuy nhiên, trong 4 nhân vật trên, theo quy định, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Nguyễn Thiện Nhân và ông Trương Hòa Bình đã quá tuổi tái cử Bộ Chính trị. Nhân vật miền Nam theo quy định đủ tuổi tái cử là ông Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, trưởng thành khá trẻ, ông sinh năm 1970. Vì vậy, việc tứ trụ khóa 13 có cơ cấu cứng một nhân vật đến từ miền Nam hay không vẫn còn là một ẩn số. Nhóm ngoài tứ trụ, theo nguyên tắc đến hết khóa này, số lượng ủy viên Bộ Chính trị vẫn có thể được bổ sung để đạt trở lại con số 19 như Đại hội 12 đã bầu. Nếu số lượng ủy viên Bộ Chính trị trở lại con số 19 thì các vị trí tứ trụ được dự kiến cho Đại hội 13 như phân tích ở trên, theo chúng tôi không bị ảnh hưởng, nó chỉ ảnh hưởng đối với vị trí của nhóm ở dưới, nhóm Bộ 8 tái cử. Đối với vị trí thường trực Ban Bí thư, cơ hội cũng chia đều cho các nhóm Bộ 8, Ủy viên Bộ Chính trị tái cử,
Tuy nhiên, các nhân vật đang điều hành công tác đảng hiện nay được chú ý hơn bao gồm các ông Phạm Minh Chính, bà Trương Thị Mai, ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Văn Bình. Vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nếu ông Ngô Xuân Lịch không tái cử theo truyền thống kế cận sẽ có một nhân vật đến từ lực lượng vũ trang Bộ Quốc phòng. Hiện nay trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư chỉ có ông Lương Cường, sinh năm 1957, Bí thư Trung ương Đảng, công tác tại Bộ Quốc phòng. Ông là Đại tướng và là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Những người ủng hộ ông đương nhiên là muốn một kịch bản lặp lại như ở Đại hội 11. Lúc đó ông Ngô Xuân Lịch cũng là Bí thư Trung ương Đảng và là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Vị trí Bộ trưởng Ngoại giao nếu ông Phạm Bình Minh rời đi thì để tiến đến một vị trí cao hơn, sau hai nhiệm kỳ chúng ta có thể có tân Bộ trưởng Ngoại giao. Nhân vật này theo truyền thống Bộ trưởng sẽ là người từ bộ này, người hoạt động ngoại giao chuyên nghiệp duy nhất trong quá khứ tại Đại hội 10 năm 2006. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm từ chính phủ sang kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao do lúc đó bộ này khủng hoảng nhân sự. Chỉ bầu được một ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương, đó là Thứ trưởng Phạm Bình Minh. Bộ trưởng Ngoại giao hiện có hai thứ trưởng là Bùi Thanh Sơn và Lê Hoài Trung, đều là Trung ương ủy viên. Các vị trí còn lại như trưởng các ban đảng bao gồm tổ chức, tuyên giáo, dân vận, kinh tế, các bộ trưởng công an, bí thư Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, theo chúng tôi vẫn còn là một ẩn số cho đến khi cấu trúc các vị trí chủ chốt ở bên trên. Theo nguyên tắc việc cơ cấu ủy viên chính trị để bầu đại hội thường nhắm vào các chức danh cụ thể. Ngược lại, các chức danh có phải được cơ cấu cứng là ủy viên Bộ Chính trị nắm. Như vậy, hai bí thư Trung ương đoàn hiện nay là ông Trần Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện nay đang có nhiều lợi thế để ngồi vào chiếc ghế ủy viên Bộ Chính trị kế tiếp. Vì thường hai vị trí này theo truyền thống đều được cơ cấu cứng phải là ủy viên Bộ Chính trị nắm. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.